Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc ngày 13 tháng 4 năm 2022 của mình ngày hôm nay. Buổi tối ngày hôm nay thì Lộc miền Bắc trên kênh của mình nó không có gì, mong tất cả anh chị em quan hỷ. Còn anh chị em nào muốn có số đẹp để tham khảo dự đoán cho ngày mai thì liên hệ với số điện thoại ha. Tiếp tục mình sẽ dự đoán miền Bắc ngày mai cho tất cả anh chị em cùng tham khảo. Con bạch thủ mình dự đoán đó là cái con 68, song thủ mình dự đoán cái cặp là 12-21. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Còn anh chị em nào muốn có số đẹp để tham khảo dự đoán cho ngày mai thì liên hệ với số điện thoại. Chúc anh chị em nhiều may mắn.